Chị nó dớt dây rồi hả? Ờ. Có chị muốn nướng á. Sao ạ? Chị ở trong á, ở trong có con gái ở trong chi mà cho nó nóng nè. Bây giờ sao? Bây giờ là ráng nhưng nó. Ừ đó, đập đi. Đi. Béo hả chị ha? Ai tha hồ hả? Từ từ ăn. Chảo cho nóng cái xong chị dưới chị cho. Nãy mua cục mỡ. Mỡ này phải không? Ừ, mỡ đó thôi. Đó hả? Ừ. Nghiêng 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 chảo. Ừ. Đó nghiêng nghiêng vòng vòng á, nghiêng chứ đừng đứng chảo. Không được, bà sai. Nghiêng vậy nè. Bà đổ nó xem. Ờ đó, đúng rồi đó. Bà đổ xem bà lòng quá. Em thấy cái chỗ nào mà nó chưa có bột với em nghiêng qua hiểu không? Tập đổ. Chị không kêu em má. Tập đổ bánh xèo. Ơi. Phải à. Phỏng tay mày cái. Ừ. Ở trời ơi. Ở vô vậy còn cộng thôi. Để cái sao đi rồi em làm cho chị. Cái này em bắt con tèo ăn nè. Tao cắt tóc cho nó xong cái tao đi vô tao tắm rửa sạch sẽ, cái ra cái ba nó gọi, cái tao gọi tao kêu mẹ nói chuyện với ba. Vô ăn đi trời ơi. Cao mà cao làm cho bằng được thôi. Xây vòng vòng ấy cho nó giòn cái gì. À. Bà đây nó dè mới được mà. Chị đâm bá chi cái đó em thấy như dày bọn nó chị nè. Nó mềm. Đâu có, tại nó mềm nhỏi. Nó mềm xuống mà. Em cũng nhìn mềm. Tại mới chiên nó vậy đó. Dạ chị chiên là chiều giờ em ơi. Giờ gì giờ. Giờ em đừng có chảnh ăn nha em. Chị chỉ với em đó nha em. Thôi ăn đi chờ. Ngửi rổ ra. Mình ăn nha quý vị. Quý vị ơi quý vị. Ủa chị Yến ăn. Ủa chị ăn vậy không hả? Chị ăn vậy hả? Sao mày đổ ngon quá trời. Mời cả nhà. Nè, mấy đứa nhỏ nè. Chị dậy em rồi, cao quá rồi. Thế à? Sao cao quá, chút nữa lấy dọn chấm lên tươi. Ừ. Chị lên phía lại. Thấy được không?